He he he. Ta lại hồi sinh rồi đây. Spider-Man, ngươi tưởng rằng đã tiêu diệt được, được ta rồi sao? Ngươi nhầm to rồi. Chỉ cần đầu ta còn nguyên thì ta có thể tái tạo lại được cơ thể. Và mỗi lần như vậy, sức mạnh của ta lại tăng lên một bậc. Hãy xem đây. Haya! lần này, nhất định ta sẽ giết chết ngươi và cưới được công chúa Elsa về làm vợ. dạo gần đây mình cảm thấy cơ thể của mình rất nàn nạ. À. Mặc dù mình đã đuổi được con ác quỷ nhện đen ra khỏi cơ thể, nhưng mình vẫn cảm thấy có một thứ gì đó trong cơ thể mà mình không biết đó là thứ gì. Nhưng mà thôi không sao, do cơ đã bị tiêu diệt, không còn kẻ nào làm chuyện xấu nữa. Hôm nay mình có hẹn với công chúa Elsa ra ngoài dạo chơi rồi. Elsa làng có thích bay như thế này không? Em rất là thích, mà sau trận chiến đó, sức khỏe của chàng vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Bay như thế này, có sao không? Không sao đâu, ta vẫn khỏe như voi đây này. a a a Dung Cúc, chàng sao vậy? Ta cũng không biết nữa, tự nhiên ta cảm thấy toàn thân đau nhói. Nhìn kìa, cánh tay chàng đã trở thành màu đen, chẳng lẽ Spider-Man Black Chẳng phải chúng ta đã đánh đuổi nó ra quả cơ thể trang rồi sao? Để em liên lạc với Spider-Man nhí xem liệu cậu ấy có biết chuyện gì xảy ra hay không? Ơ ờ, nhưng làm sao chúng ta có thể liên lạc được với cậu ấy được? Lần trước khi trở về, cậu ấy có để lại cho em một chiếc điện thoại và dặn rằng khi nào có việc gì cần giúp đỡ, hãy gọi điện cho cậu ấy. Alo, Spider-Man nhí đấy à? Chúng ta cần bạn giúp đỡ. Tôi đến rồi đây. Có phải Spider-Man Black đã trở lại cơ thể của Dung Cúc không? Đúng vậy, cậu đã biết trước mọi việc rồi sao? Như vậy có làm sao không? Có nguy hiểm gì cho Dung Cúc không? Các bạn cứ yên tâm đi, đây là một tin tốt Mặc dù Spider-Man Black đã bị tống ra khỏi cơ thể Dung Cúc Nhưng sức mạnh của nó không hề mất đi, nó vẫn ở trong người Dung Cúc Ờ nhưng tại sao? Mình không cảm nhận được gì cả Sức mạnh của mình không được tăng thêm chút nào Đúng vậy, bởi vì sức mạnh đó là của Nhện Đen, không phải của cậu. Muốn có được sức mạnh đó, cậu phải học cách sử dụng nó. Mình nghĩ, có lẽ không cần đâu, do cơ đã bị tiêu diệt, hiện nay mọi người đang sống rất là vui vẻ hạnh phúc, mình không cần đến sức mạnh đó nữa. He he he. Ngươi nói là ta đã bị tiêu diệt sao? Ngươi không bao giờ có thể tiêu diệt được ta đâu, Spider-Man ạ. À. Mà ngược lại, kẻ phải chết chính là ngươi đấy. Spider-Man Black, Joker, không thể nào, chẳng phải ngươi đã tan thành khói bụi rồi sao? Và tại sao ngươi lại có thân hình kỳ dị như vậy? Tớ đoán là hắn có khả năng tái sinh, nhờ một bộ phận nào đó còn sót lại trong cơ thể, và hắn đã tiến hóa rồi. Mọi người hãy hết sức cẩn thận, giờ đây hắn đã có một sức mạnh mới, hoàn toàn vượt trội cho với trước kia. He he he, trong đám các ngươi quả là có một kẻ rất hiểu biết. Tên Spider-Man nhí này, để hắn sống, sẽ rất là nguy hiểm đối với ta. Cho nên ta sẽ tiêu diệt Spider-Man nhí này trước. Hay à! Spider-Man nhí, cậu không sao chứ? Mọi người chạy ngay đi, các bạn không phải là đối thủ của hắn đâu. Không được, tớ sẽ không bao giờ bỏ mặc bạn bè đâu. Tên Joker kia nghe đây, ta sẽ không để người làm hại bạn bè của ta đâu. Hãy xem đây. Hay à! do cơ hôm nay ngươi phải chết hay à ơ ờ, tại sao lại như vậy hắn không hề hấn gì sao he 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 giờ ngươi mới biết sao ta không còn là spiderman black nữa mà ta đã trở thành super spiderman black rồi giờ đây sức mạnh của ta là vô địch hãy chết đi du cúc hay à He he he, vậy là ta đã giết được người nhận đỏ, chính nghĩa của các ngươi rồi. Bây giờ ta sẽ bắt công chúa Elsa về làm vợ. <laughs> Dung Cúc, đừng chết, hãy cố gắng lên. May quá, cậu ấy vẫn còn sống. Elsa đâu rồi? Elsa đã bị tên Joker bắt đi mất rồi. Tại sao tôi đã trở thành Spider-Man Black nhưng lại không thể tiêu diệt được tên Joker đó vậy? Đó là bởi vì cậu chưa điều khiển được sức mạnh của mình. Vậy tôi phải làm thế nào bây giờ? Chỉ có một cách thôi, và cách này rất nguy hiểm. Tôi sẽ đưa cậu vào thế giới linh hồn của cậu và cậu sẽ phải chiến đấu với chính mình, có nghĩa là chiến đấu với sức mạnh Spider-Man Black của chính cậu. Nếu cậu có thể chiến thắng được nó, đến lúc đó nó sẽ công nhận cậu là chủ nhân của nó và cậu sẽ có được một sức mạnh hoàn toàn mới. Cậu hãy làm ngay đi. Dù tôi có phải đánh đổi cả mạng sống này, tôi nhất định phải có được sức mạnh để cứu công chúa Elsa. Được, chúc cậu may mắn. Ha ha ha, chào mừng ngươi đã tới với thế giới của ta. Ngươi là một kẻ yếu đuối, ngươi sở hữu sức mạnh là ta, nhưng ngươi lại không đủ mạnh để sử dụng sức mạnh này. Ta nghĩ ngươi nên chết quách đi và hãy để lại cơ thể của ngươi cho ta và ta sẽ trở thành bá chủ của thế giới. Ngươi nói nhảm cái gì vậy? Ta sẽ không bao giờ giao cơ thể của ta cho ngươi đâu. Và ngược lại, ngươi hãy biến đi, để sức mạnh của ngươi lại cho ta. Ta sẽ dùng nó để bảo vệ chính nghĩa và công lý. Hãy xem đây. Hay à. Ha ha ha, vô ích thôi. Ta đã bảo ngươi rồi mà. Sức mạnh của ta lớn hơn của ngươi rất nhiều. Hãy bỏ cuộc đi. Dù ngươi có cố gắng bao nhiêu đi nữa Ngươi cũng không thể nào có thể chiến thắng được ta đâu Hãy xem đây Hắn mạnh quá Mình không thể nào theo kịp được tốc độ của nó Cứ như thế này Mình sẽ thua mất Khoan đã Lò nói là mình không biết cách sử dụng sức mạnh Có nghĩa là Mình cũng có thể làm được như nó Hãy tập trung tinh thần lại Đây rồi Mình đã bắt được chuyển động của nó Hay à khá khen cho ngươi Ngươi cuối cùng cũng đã theo kịp được tốc độ của ta Nhưng mà ngươi vẫn còn quá yếu Ngươi không thể là tiêu diệt được ta đâu Hay à Hả Tại sao ngươi lại biết sử dụng chiêu này Ngươi nói sai rồi Chiêu này là của ta Ngươi chỉ mượn sức mạnh của ta thôi Ta đã hiểu ra rồi Thực ra là do ta đã chối bỏ sức mạnh đó Bởi vì đó là sức mạnh của nhận đen xấu xa Nhưng giờ đây Ta đã hiểu bản thân sức mạnh không hề xấu, chỉ là nếu nó rơi vào tay kẻ xấu thì nó là xấu. Còn nếu nó được sở hữu bởi người tốt thì nó sẽ làm những điều tốt. Hãy biến đi, Spider-Man Black. Không ổn rồi. Cậu ấy sắp biến thành Spider-Man Black rồi, thời gian không còn nhiều nữa, hãy cố gắng lên Dung Cúc <laughs> Hả? Nửa đỏ lửa đen sao? Mình chưa bao giờ thấy một người nhận như vậy cả Dung Cúc, cậu có ổn không? Tớ rất là ổn, và còn rất là mạnh nữa Chúng ta lo chuyện sau nhé, giờ tớ phải đi cứu công chúa Elsa đây Elsa, nếu cô không đồng ý làm vợ của ta, ta sẽ cho con quái vật này ăn thịt cô. Ngươi có hỏi bao nhiêu lần nữa, cũng vậy thôi. Ta thả để con quái vật ăn thịt, cũng không bao giờ lấy ngươi đâu. Được, nếu cô muốn chết, ta sẽ cho cô chết. Quái vật, hãy ăn thịt công chúa Elsa đi. Hả? Kẻ nào dám chống lại ta? Là ngươi sao Dung Cúc? Có vẻ như quá trình biến đổi thành Spider-Man Black của ngươi đã thất bại rồi. Giờ ngươi lửa đỏ lửa đen, trông chẳng ra làm sao cả. Ngươi đến để lột mạng đúng không? Vậy thì ta sẽ cho ngươi tội nguyện. Hay à... Hả? tại sao lại như vậy? Ta đã sử dụng tất cả sức mạnh của mình rồi mà. Giờ ngươi mới nhận ra sao? Ta không hề tiến hóa thất bại, mà ngược lại, giờ đây ta còn mạnh hơn cả Spider-Man Black trước kia. Ngươi có thể gọi ta là Spider-Man siêu cấp. Bây giờ, ta sẽ cho ngươi chứng kiến sức mạnh của ta. Heya! À! Vậy là Joker đã bị tiêu diệt. Tuy nhiên, hắn là một kẻ nham hiểm, rất có thể hắn sẽ tìm cách hồi sinh một lần nữa. Nhưng dù hắn có hồi sinh bao nhiêu lần, chỉ cần tôi còn một hơi thở cuối cùng, tôi nhất định sẽ bảo vệ mọi người, tiêu diệt hắn, không để hắn làm điều xấu. Giờ này chắc có bạn đã thi xong, có bạn đang thi và có bạn sắp thi rồi. Mình chúc các bạn thi tốt, được điểm cao và được bố mẹ mua cho những món quà mà các bạn yêu thích nhé video của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi nếu các bạn thấy hay hãy cho mình một like đừng quên đăng ký và chia sẻ với bạn bè bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau